Nghệ sĩ Việt góp được 600 triệu đồng để đưa thi thể anh Vũ về nước. Hồng Vân cho biết người nhận tiền quyên góp từ khán giả và nghệ sĩ để có thể đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam. Đến 15 giờ chị nhận được gần 600 triệu đồng. Sau khi thông báo tin gia đình muốn đưa thi thể anh Vũ về nước nhưng lực bất tòng tâm, nghệ sĩ Hồng Vân, người rất thân thiết với anh Vũ khi còn sống, đích thân kêu gọi quyên góp tiền để đưa anh Vũ về nước. Cần 20.000 USD để đưa thi thể anh Vũ về nước. Trên trang cá nhân, để tránh giả mạo, Hồng Vân khẳng định số tài khoản duy nhất đứng ra nhận tiền quyên góp là Đặng Thị Hồng Vân, chi phí khoảng 20.000 USD. Khi nhận đủ số tiền, Vân sẽ khóa tài khoản lại. Vân sẽ cập nhật thường xuyên trên Facebook cá nhân, bà bầu sân khấu cho biết. Đến cuối đời mà anh Vũ vẫn phải tha hương, không được ở quê thì tội quá. Cho nên, Vân muốn cùng khán giả, bạn bè, đồng nghiệp chung tay giúp em lần cuối để em được về quê hương, để chúng ta gặp mặt em lần cuối, Hồng Vân kêu gọi. Số tiền 20.000 USD là hơn 465 triệu đồng. Như vậy, với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đang hy vọng đưa thi hài anh Vũ về nước. Còn số tiền để hỏa thiêu tại Mỹ và đưa hài cốt về Việt Nam là khoảng 10.000 USD, khoảng 232 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hồng Vân cho biết nếu các khán giả hoặc nghệ sĩ ở Mỹ muốn giúp đỡ thì có thể liên hệ qua nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Tâm, Thanh Duy, Khali, Minh Luân, Leon Vũ, Phương Trinh, Andy Thái. Ngay trưa ngày 2 tháng 4, lời kêu gọi của Hồng Vân đã ngay lập tức được các nghệ sĩ và khán giả hưởng ứng. Các nghệ sĩ, ca sĩ bao gồm Bùi Quốc Bảo, Lê Hiếu, Nhật Kim Anh, Trịnh Tú Trung, Khang Việt, v.v. chuyển tiền và chia sẻ thông điệp để lời kêu gọi đến với nhiều người hơn. Nhật Kim Anh chuyển 10 triệu đồng cùng với lời nhắn, thương anh quá, chỉ biết niệm Phật cho anh ấy. Nghệ sĩ Xuân Hinh nhắn, anh ở xa, nhờ em gửi giúp 5 triệu đồng, rồi mai anh chuyển qua cho em nhé. Lúc 12 giờ, Hồng Vân đăng tải sao kê cho thấy đã có 49,2 triệu đồng được chuyển vào tài khoản. Số tiền vẫn đang được tăng lên sau khi bài đăng kêu gọi của Hồng Vân tiếp tục được chia sẻ. Nghệ sĩ Việt quyên góp được 600 triệu đồng sau 2 tiếng kêu gọi. Cách đây ít phút, nghệ sĩ Hồng Vân ngừng thông báo nhận tiền quyên góp, kinh phí hỗ trợ đưa anh Vũ về Việt Nam. Bà bầu sân khấu kịch phía Nam cho biết đến 15 giờ ngày 2 tháng 4, tài khoản kêu gọi của nghệ sĩ mà chị nhận đã được 600 triệu đồng từ khán giả khắp mọi nơi. Tài khoản của Vân cập nhật liên tục, đến giờ đã nhận được hơn 480 triệu đồng, cộng với số tiền 100 triệu đồng bên nhóm vợ chồng nghệ sĩ Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng. Số tiền này Vân nghĩ là đủ để có thể đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam. Thay mặt gia đình nghệ sĩ anh Vũ, Hồng Vân xin cảm ơn quý khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã luôn ở bên Vũ ngay lúc này, nghệ sĩ Hồng Vân thông báo. Chị chia sẻ, gia đình của anh Vũ và bạn bè đồng nghiệp rất muốn mang thi thể của anh Vũ về Việt Nam, nhưng hiện lực bất tòng tâm. Nếu cố gắng lắm thì có thể mang hài cốt của em về thôi. Đến cuối đời mà em Vũ vẫn tha hương, không được về quê hương xứ sở thì tội quá. Ngay sau lời kêu gọi của Hồng Vân, nhiều nghệ sĩ đã chuyển tiền giúp đỡ, trong đó có Hoa hậu Hờ Hen Nie đóng góp 10 triệu đồng. Khang Việt gửi 5 triệu đồng cùng với đó là rất nhiều nghệ sĩ và khán giả. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết sẽ thông báo về tang lễ của nghệ sĩ anh Vũ sau khi bàn bạc với gia đình nam diễn viên. Diễn viên hài anh Vũ qua đời vào sáng ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương sau khi kết thúc đêm diễn ở California, hưởng dương 47 tuổi. Gia đình anh Vũ chia sẻ, anh Vũ đã tắm khuya và đột quỵ. Anh tắc thở trước khi được bạn bè phát hiện. Người thân cho biết không có ý định khám nghiệm tử thi, chỉ mong sớm được đưa anh Vũ về quê nhà.